18. Phẩm tướng không. Bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát Bất Thối Chuyển thành tựu công đức rộng lớn thật hy hữu. Bạch Thế Tôn, các tướng trạng của Đại Bồ Tát Bất Thối Chuyển, giảng nói nhiều hằng hà xa số kiếp do Đức Phật đã nói về các tướng trạng, chỉ rõ sự thành tựu vô lượng công đức thù thắng của Đại Bồ Tát Bất Thối Chuyển. Cúi xin Đức Như Lai ứng chánh đẳng giác giảng lại nghĩa xứ tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa, để các Bồ Tát được an trụ trong ấy và tu các công đức mau chóng được viên mãn. Phật dạy: Này thiện hiện, hay thay, nay ông mới có thể vì các chúng đại Bồ Tát thỉnh hỏi Đức Như Lai ứng chánh đẳng giác, nghĩa xứ tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa, để các Bồ Tát được an trụ trong ấy, và tu các công đức mau chóng được viên mãn. Thiện hiện nên biết nghĩa xứ tương ưng